Thu đi để lại lá vàng, cáp đi để lại một chàng da đen và một thanh niên khuyết tật. Chào mừng anh em đến với video recap Falcon and the Winter is Coming. Đồng hành cùng chúng ta hôm nay là hai nhân vật chính vô cùng nổi tiếng mà bạn chỉ thực sự quan tâm đến sau khi Cap chết và cả hai có series cho riêng mình. Lại Văn Sam, aka Điêu Huynh, phụ tá một thời của Cap. Ngoài việc sở hữu đôi cánh Vibranium và từng phục vụ trong quân đội ra, Sam còn sở hữu cho mình một khe răng cực kỳ thời thượng. Đồng hành cùng anh trong bộ phim là Xuân Bắc, aka Bắc Kỳ, Dương Quá Bắc Mỹ, chiến binh mùa đông. Nhưng vì bây giờ đang là mùa hè nên trong phim này bị nớp thảm vờ lờ. Cùng nhau, cả hai đưa người xem đến với bộ phim Marvel ít phép thuật và thực tế nhất bạn biết, nơi các vấn đề chính trị thực sự tồn tại và các sơi ngùng phải oằn oại để giải quyết. Ok, trước khi đến với nội dung phim, hãy cùng tôi moonwalk về khoảnh khắc cuối cùng trong Endgame khi Captain già trao lại chiếc khiên cho Lại Văn Sam với một sự tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ kế thừa di sản và trở thành một đội trưởng Mỹ tiếp theo. Không phụ lòng người đội trưởng đáng kính, Sam quyết định trao con mẹ nó cái khiên của mình cho chính phủ Mỹ quản lý vì tin rằng không một ai có thể thay thế Steve Rogers, ngay cả bản thân anh. Dù không nói ra nhưng thực sự là chính phủ vui lắm. Ai đời lại để một thanh niên da màu lên làm đội trưởng Mỹ được? Vì vậy ngay ngày hôm sau, chính phủ đã liền cho ra mắt Captain America thế hệ tiếp theo và người được chọn chính là một thanh niên da trắng tên John Walker. Chắc chắn bạn sẽ tự hỏi khứa này từ đâu ra? Tôi cũng không biết, chỉ biết rằng bên cạnh việc sở hữu khuôn mặt giống ông Cao trong phim Up, John còn là một quân nhân ưu tú, yêu nước, tự mình đạt được 3 huân chương danh dự mà không cần dùng đến huyết thành siêu chiến binh. Nói chung trên phương diện là một người bình thường thì thanh niên này vãi lìn gắt. Trong một diễn biến khác thì ngay sau khi trở về từ Wakanda, Bucky đang phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng tuổi 106, pha lẫn một chút PTSD và trầm cảm. Một phần vì quá khứ đen tối vẫn luôn ám ảnh anh trong giấc ngủ, phần còn lại là do cuộc sống hiện tại khiến anh không thể thích nghi kịp. Chính phủ đã ép Bucky phải đi điều trị tâm lý để chắc chắn anh sẽ không trở về con đường cũ. Bác sĩ nghe em ổn mà. Ổn ổn cái chè bá lổn. Trên con đường hoàn lương ấy, Bucky bắt đầu bằng việc quét sạch những tàn dư của tổ chức Hydra, tất nhiên là theo cách ít đổ máu nhất có thể. Anyway, biết tin nước Mỹ có đội trưởng mới, Bucky đéo vui. Anh liền tới hỏi tội Sam. Anh có biết chiếc khiên đó có ý nghĩa thế nào không hả? Tôi không biết, nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể viết một bài văn phân tích ý nghĩa của chiếc khiên trong 9 trang. Ý tôi là anh phải giữ lấy nó chứ không phải là để mang đi give away. Đừng lo, cho đi là để nhận lại mà. Thực ra Sam cũng khó chịu với tên đội trưởng mới lắm chứ. Nhưng chuyện đó để sau đã. Vì dạo gần đây có một lũ khủng bố tên là Flag Smasher, tạm dịch là hội cờ cờ, một tổ chức được dẫn đầu bởi những người tị nạn vừa quay trở về sau cú búng tay và loay hoay để tìm cách trở về cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, với một số lượng người trở lại quá lớn, sự bất ổn dân số, an sinh xã hội là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, Hội đồng Hồi hương Toàn cầu GRC đã ra quyết định trục xuất tất cả những kẻ tị nạn và nhập cư trái phép. Vâng, một quyết định phải nói là như con. Trong bối cảnh đó, một cô gái tên là Kali hóa trị 1 đã đứng ra và thành lập nên hội cờ cờ nhằm chống lại những quyết định của GRC. Đứng đằng sau hậu thuẫn cho cờ cờ còn có một tổ chức tội phạm tên là Power Broker, mà người đứng đầu chính là Sharon Carter, cháu gái của Peggy Carter. Sau khi bà chị này giúp đỡ Captain trong phần phim Civil War, Sharon đã bị kết tội phản quốc, buộc cô phải trốn đến Madripoor, một thiên đường dành cho tội phạm trên khắp thế giới. Quyền lực của Power Broker đến từ việc họ sở hữu Wilfred Nagel, một nhà khoa học biết cách để tạo ra huyết thanh siêu chiến binh. Nhờ thế họ có thể biến bất kỳ ai thành Steve Rogers Shopee. Và đoán xem, Kali đã tìm đến tổ chức này để xin tài trợ huyết thanh, biến tất cả thành viên của hội cờ cờ thành siêu chiến binh, rồi sau đó thực hiện hàng loạt những phi vụ cướp đoạt tài sản của GRC. Tuy nhiên không lâu sau đó, Kali và hội cờ cờ bất ngờ lật mặt, ăn cắp đống huyết thanh rồi bỏ trốn. Do đó, Kali và các cộng sự trở thành kẻ thù bị săn lùng số 1 của Power Broker. Trở lại với Điêu Huynh và Dương Quá, không thể đứng ngoài làm tinh, Sam cùng sự bám đít của Bucky đã lần theo tung tích của đám khủng bố để bắt quả tang một vụ đánh cắp kho hàng của GRC. Quả nhiên mấy khứa này mạnh thật, đúng là tiêm huyết thanh có khác. Hoặc cũng có thể là do Bucky bị nớp. Đang trên đà yếu thế thì thật may, John Walker và cộng sự đã xuất hiện để chi viện cho hai bố lão. Bốn người cùng nhau hiệp lực và cuối cùng cũng thành công trong việc chứng minh rằng bọn cờ cờ này mạnh vãi cả lìn, đéo thể nào đánh lại nổi. Thất thểu cả đám đi về. Trên xe, John đề nghị được hợp tác cùng hai vị tiền bối để cùng nhau đánh bại lũ khủng bố mới nổi này. Tuy nhiên tất cả những gì anh nhận lại là một ánh nhìn thiếu tôn trọng và một thái độ rất là... mày không bao giờ giỏi được bằng Steve đâu. Không hợp tác với đội trưởng Mỹ Đình, Sam và Bucky quyết định đi tìm sự trợ giúp của đội trưởng Mỹ Thor, aka Isaiah Bradley, một cựu Captain, từng chinh chiến trên nhiều mặt trận và trở thành nỗi khiếp sợ đối với Hydra lúc bấy giờ. Tuy nhiên chỉ vì làn da Milo Ovantin của mình mà ông bị tổ quốc phản bội, cầm tù suốt 30 năm trời, để rồi giờ đây, ông phải sống chui lủi tại Baltimore trong những năm tháng cuối đời. Không nhận được sự giúp đỡ của Captain Mỹ Thor, Bucky đành phải nhờ đến một sự lựa chọn bất đắc dĩ khác, chính là Baron Zemo, người đã thao túng và gây ra sự kiện Civil War. Mặc dù đây là một tên phản diện vô cùng nguy hiểm, nhưng vì đại cục, Bucky đành phải giúp hắn vượt ngục để tìm ra những kẻ đứng đằng sau cung cấp huyết thanh cho lũ cờ cờ. Nhờ cuộc giải cứu này, người xem mới biết được một sự thật là thanh niên Baron Zemo này ra thế khủng vờ lờ. Quản gia á? Tưởng mình thanh niên rơi có à?
Anyway, nhờ việc có rất nhiều mối quan hệ và sự hiểu biết sâu về giới tội phạm, Zimo đã đưa Sam và Bucky tới Madripoor để tìm cách gặp tổ chức Power Broker. Tuy nhiên, đây lại không phải là một thành phố nơi bạn có thể dễ dàng xâm nhập. Hành tung của cả ba đã bị giới tội phạm phát hiện, một cuộc ẩu đả lập tức nổ ra. May mắn Sharon Carter đã có mặt kịp thời và giải vây cho những người đồng đội cũ. Như đã nói ở trên, Sharon giờ đây chẳng khác nào bà trùm trong giới tội phạm. Thằng nào phản đối, gọi siêu chiến binh đến đánh chết mẹ luôn. Tuy vậy, Sam vẫn không hề hay biết sự thật này nên vẫn tin tưởng Sharon và nhờ cô chỉ đường tới chỗ của Power Broker. Đổi lại, anh sẽ tìm cách cho Sharon được ân xá trên đất Mỹ. Sharon liền đồng ý vì cô muốn lợi dụng giao kèo này để tìm ra lũ cờ cờ. Một lát sau, theo chỉ dẫn của Sharon, cả đội ghé qua 1009 để cho Zimo giải đầm, rồi sau đó đi thẳng tới cảng Novo vì nghe nói Winfred Knuckles, người có thể tạo ra huyết thanh, đang trốn ở đây. Quả nhiên, một cuộc đột kích bất ngờ đã khiến cho Winfred Knuckles không kịp phản ứng, để rồi chịu trói trong 10 nốt nhạc. Ấy thế nhưng Sharon không ngờ rằng Zimo lại lạnh lùng bắn chết Knuckles, dẫn tới việc Power Broker giờ đây không thể sản xuất thêm huyết thanh được nữa, buộc Sharon phải thực sự hợp tác với Sam để tìm ra Kali, lấy lại đống huyết thanh cô ta đã đánh cắp. Rời khỏi Madripoor, cả đội liền tới Latvia để tiếp tục cuộc truy đuổi cờ cờ. Tại đây, Bucky vô tình gặp lại Ayo, phó thủ lĩnh của Dora Milaje, người đã giúp anh hồi phục rất nhiều khi còn ở trong trại giáo dưỡng Wakanda. Ayo, motherfucker, đừng chào tao cái kiểu đấy, cái thằng vô ân bạc nghĩa. Nếu có chút tình người nào thì trong vòng 8 tiếng hãy giao nộp Zimo ra đây. Thế nhưng không phải cứ muốn là được, vì sự thật là cả nhóm đang rất cần Zimo để tìm ra Kali và đồng bọn. Sau một hồi hóng hớt hỏi han lũ trẻ con, Zimo biết được Kali sẽ xuất hiện trong buổi lễ tưởng niệm gần đó. Đang chuẩn bị lên đường thì cả nhóm đột nhiên giáp mặt John Walker và cả tên cộng sự của anh ta, Lamar Hoskin. John cũng tới đây để truy bắt hội cờ cờ. Mục tiêu của anh là thủ tiêu luôn đám này, phòng trừ hậu họa về sau. Nhưng Sam thì khác, anh chỉ muốn tới để thuyết phục Kali hoàn lương, hạn chế đổ máu nhất có thể. Tuy nhiên, ngay khi cuộc đàm phán bắt đầu có kết quả thì John lại xôn xôn xông vào, phá hỏng mọi cố gắng của Sam từ nãy đến giờ, gây ra một cuộc chiến không đáng có. Trong lúc cả hai bên chơi trò đuổi bắt, Kali vô tình làm rơi túi đựng huyết thanh. Zimo thấy thế liền đập vỡ tất cả, để từ giờ sẽ không có thêm một siêu chiến binh nào nữa. Rất âm thầm và bất ngờ, John đuổi bầu từ đâu chui ra đánh ngất Zimo trước khi hắn kịp phá tan lọ huyết thanh cuối cùng. Và tất nhiên, lọ thuốc ấy thuộc về John. Một lúc sau, Ayo cùng đội quân, tôi có nên dốc về cái đầu của mấy chị này không nhỉ? Liệu Will Smith có lao đến và tát vỡ mồm tôi ra không? Anyway, họ đến để áp giải Zimo đi. Nhưng John đổi bầu cứ như kiểu ăn khoai ngứa, mồm mép đi chơi xa nên ngay lập tức bị tẩn trong một trận. Tranh thủ lúc hai bên đang hỗn chiến, Zimo âm thầm tẩu thoát. Nhưng rất tiếc, anh đã bị đội quân 30 sai bắt giữ ngay sau đó, rồi áp giải từ Raft, nhà tù dành cho những tên ác nhân khét tiếng nhất nằm giữa lòng đại dương. Trở lại với chú bé đần John đi bộ, anh này quyết tâm không tha cho đội cờ cờ, nên đã rủ ông bạn thân Lmo đến hang ổ của chúng rồi làm loạn. Với việc sở hữu huyết thanh siêu chiến binh, John đánh đấm không khác nào Steve Rogers hồi xuân. Tuy nhiên ông bạn Lmo thì không có nhiều sức mạnh đến thế. Anh ta bị Kali đấm một phát chí tử vào lồng ngực, chết tại chỗ. One hit one kill là có thật. John đi bộ bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên khát máu. Mặc cho kẻ thù đã đầu hàng và van xin tha mạng, John điên cuồng kết liễu người đồng đội thân cận nhất của Kali bằng chiếc khiên cao quý trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Đến nước này thì Sam và Bucky không chịu được nữa, đành phải lao vào all-in lấy lại chiếc khiên. Tuy nhiên không hiểu bằng một cách nào đó, Dương Quá với hơn 100 năm kinh nghiệm làm sát thủ cộng thêm một điều huynh từng tham chiến trong nhiều trận chiến lớn nhỏ, lại để cho một thằng oắt con siêu chiến binh tập sự nó hành, bị bẻ gãy cả cánh luôn mà, nhục. Sau một hồi chật vật, cuối cùng hai ông già cũng khuất phục được thanh niên trẻ tuổi và lấy lại chiếc khiên. Đôi cánh sắt thì Sam đem đi trao lại cho ông bạn thân là Torres. Trở về Mỹ sau tất cả những drama vừa qua, John bị chính phủ Mỹ tước đi danh hiệu Captain America. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, một người phụ nữ bí ẩn với cái tên ỉa chảy đã đến tiếp cận John. Bà ta là Contessa Valentino Allegra de Fontaine. Tôi thấy thương cho cán bộ nào phải làm căn cước công dân cho con mụ này. Anyway, bà ấy đến và khen những gì John làm và hứa sẽ gọi cho anh vào một ngày gần nhất. Trở lại với Sam, anh đem chiếc khiên tới chỗ của Captain Mỹ Thor, Isaiah Bradley, rồi được nghe những câu chuyện vô cùng cảm lạnh về những góc khuất trong cuộc đời ông và cả việc người da đen sẽ không bao giờ được đón nhận, đặc biệt là với danh hiệu Captain America. Bị ảnh hưởng bởi những lời nói ấy, Sam quyết định về quê ở ẩn, giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên, Bucky không cho phép Sam bỏ cuộc dễ dàng như thế, để rồi cả hai có một cuộc nói chuyện cực cảm xúc và thẳng thắn, giúp cả Sam lẫn Bucky nhận ra điều mình nên làm. Đúng rồi, hai anh nên bắt đầu dừng con mẹ cái việc buôn chuyện lại để bắt đầu cầm khiên lên tập ném đi. Vì hội cờ cờ đang sắp sửa có một phi vụ cực lớn, nhắm thẳng vào trụ sở chính của GRC. Lần này chúng còn có thêm sự trợ giúp của Batroc, một tên tội phạm quen thuộc từng xuất hiện mà bạn cũng chẳng cần nhớ cho lắm. Phi vụ diễn ra vừa kịp lúc Sam có cho mình một bộ cánh mới đét, y hệt như trong comic, do Wakanda tặng. Đồng hành với anh trong phi vụ này gồm có Sharon và Bucky. Trong khi Sam bận solo với Batroc thì Kali cùng đồng bọn đã bắt cóc cả đống con tin, phần lớn là người của GRC. Một nửa con tin bị bắt cóc qua đường trực thăng, nửa còn lại bị nhét vào một chiếc xe tải. Sam nhanh chóng hạ gục Batroc rồi lập tức bay lên trời để đuổi theo chiếc trực thăng. Qua điều tra sơ bộ, Sam biết trên trực thăng chỉ có một người phụ nữ tên là Ayla, biết lái máy bay, nên anh đã âm thầm giao tiếp với bà để chuẩn bị cho kế hoạch cướp lái. Bằng một cú ném khiên lên không cực kỳ điệu nghệ, Sam đã loại bỏ được thanh niên đang cầm lái.
Rất nhanh sau đó, bà Ayla leo lên chiếm quyền điều khiển, cứu sống toàn bộ con tin bên trong. Trong khi đó ở chiến tuyến dưới mặt đất, Bucky một mình lao vào ổ kiến lửa để cứu con tin đang mắc kẹt trong chiếc xe tải, cơ mà có vẻ hơi khó khăn. Đúng lúc này, anh John đi bộ xuất hiện cực ngầu cùng với một chiếc khiên mới cóng do chính tay anh tạo ra. Tuy nhiên, đây không còn là John của ngày hôm qua. John này đã biết bản thân mình là ai và toàn tâm toàn ý muốn làm điều tốt phục vụ cho Tổ quốc. Thậm chí khứa này còn vứt bỏ chiếc khiên, ngừng truy sát Kali để cứu những con tin đang cận kề cái chết. Tuy nhiên, mấy ông nhõi của hội cờ đã ngăn cản John làm điều tốt. Chiếc xe đang chênh vênh chuẩn bị chúi đầu rơi xuống thì woohoo, lại Văn Sầm có mặt. Dù không có siêu năng lực nhưng Sam vẫn còn đó bộ cánh sắt với động cơ đầy siêu khủng. Chiếc xe chở đầy con tin được cứu sống ngoạn mục trong sự hò reo vui mừng của dân chúng. Biết mình sắp bị úp sọt, Kali và đồng bọn quăng smoke ra để bỏ chạy, cơ mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Kali bị Sharon đánh chặn. Biết gì không, mày làm chị nhớ đến bản thân mình hồi trẻ đấy. What the fuck, tôi đâu có hôn chính người ông của mình. Thấy Kali nói cũng có lý, Sharon xuống nước, thuyết phục cô về phục vụ dưới trướng của Power Broker. Cùng nhau, hai bên sẽ tạo nên một đế chế cực kỳ hùng mạnh. Bachok nấp gần đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Cho bé tham gia với. Boom. Sharon bắn gục Bachok vì đã biết quá nhiều. Nghe thấy tiếng nổ, Sam liền chạy tới, ngăn không cho Kali bắn chết Sharon. Anh tiếp tục dùng nghệ thuật đàm phán để nói chuyện lẽ phải với một con danh con. Thấy Sam không thèm đánh lại, Kali gào lên như một con đĩ. Đánh em đi, trừng phạt em đi, em xin anh. Không, tôi sẽ không bao giờ đánh em. Kali cáu quá, giơ súng lên định bắn thì ngay lập tức ăn ngay 3 viên kẹo dừa bến tre vào người, niệm luôn. Những tàn dư còn lại của hội cờ sau đó đều bị bắt lại, không thiếu một mạng. Phát biểu sau trận đấu, Sam tuôn một bài phát biểu nghị luận xã hội dài 9 trang về vấn đề tị nạn nhập cư và cái gọi là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo về việc giải quyết vấn đề thay vì trốn tránh và đẩy những người tị nạn vào đường cùng. Đoạn này tôi khuyên anh em nên xem bản đầy đủ vì nó cảm xúc vơ lờ. Tôi tưởng tập phim sẽ kết thúc ở đây nhưng không. Những thành viên cuối cùng của hội cờ trên đường áp giải đã bị đánh bom. Và đoán xem, đó chính là kế hoạch dọn sạch siêu chiến binh của Zemo, kẻ đang tù mọt gông ở một nơi rất xa thế giới loài người. Trong một diễn biến khác, Valentino đã liên hệ với John và boom, thanh niên này đã có một bộ suit mới và một cái rap name mới, lầu xanh.us. Sharon Carlton cuối cùng cũng đã được cục tình báo Mỹ phục hồi chức vụ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà chị này sẽ rũ bỏ Power Broker. Với vị thế hiện tại, Power Broker của Sharon hứa hẹn sẽ là một cái gì đó rất là vãi cứt trong tương lai. Hết phim, tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.